Roger Dragon này anh em biết là cái gì không? Nó là cái con mắt. Nó là cái con mắt chỗ cái ống ngắm này anh em. Nhìn như mắt mèo hay là mắt sư tử gì. Mắt cọp gì. Đó. Ê, trời, hết hồn. Làm con bé hú hồn. Có phải bạn đang cần một địa chỉ mua bán ạc đột kích uy tín chất lượng? Đến ngay shop nhật trường.com, liên hệ hotline để biết thêm chi tiết. Hello, xin chào tất cả anh em đã lại đến với kênh của Bentikill Profile. Và em là Ben đây. À, lại là Ben đẹp trai của anh em đây. Rồi, dính. Mới vô làm được 2 kill là thấy đỡ hơn mọi trận rồi. Mọi trận vô toàn chết không. Dạ, tôi tưởng nó bay qua bên kia chứ. Chuẩn bị tâm lý nữa, dạt vô rồi anh em. Rồi, đâu rồi, nó đâu rồi ta. Ủa, ai giết nó thế nhở? Ở đây có người nè. Từ từ thôi. Ôi trời ơi, Hột qua xử lý rất là chậm rãi, rất là từ tốn, rất là từ từ và rất là từ trần luôn. Cay thế nhờ. Chết nè. Thì nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một cái khẩu rất là quen thuộc. Có thể nói là huyền thoại chỉ sau cái dòng 3Z đen và cái dòng 3Z rồng đỏ thôi anh em. Giới thiệu với anh em đây là 3Z Roger Dragon. Một cái tên rất là hoàng gia anh em ạ. Một cái tên rất là vua chúa. Ây da, thằng đó đứng không có giết được mình. Không bay nhảy phía nào luôn á. Thì phải nói là ngược về những cái năm trước á anh em. Thì cái dòng này có thể nói là một cái dòng ui già. Thì có thể nói là ngày xưa đây là một cái dòng mà nó rất là huyền thoại rồi. Chỉ thua hai cây là ba dết đen và cây ba dết rồng đỏ thôi. Còn chết nè. Tại vì hồi nó mới ra anh em, nó xịn sò lắm. Nó còn hơn là những cái cây VIP bây giờ. Anh em hiểu không? Anh hiểu cái cảm giác mà cầm 1-2 triệu 2-3 triệu đi chẳng hạn có thể mua được một cây VIP. Còn một cái lọ vũ khí mà phải quay qua cầu may mắn và tỷ lệ cực kỳ chát luôn. Đó. Và đem vào phòng thì thôi. Bao đẹp trai, bao đẹp hơn rất là nhiều loại nhiều thứ khác luôn. Tại vì ba dách đen thì chúng ta có thể là quay qua cầu may mắn Vicon rồi lấy ngày chúng ta bắn được. Còn cây này em nói phải nói thật sự là, nói thật với anh em là em chưa từng được bắn lúc ngày xưa luôn. Tại vì ba dách đen thì có thể mượn của một số anh em khác, của một số anh em chơi chung quán net nè, rồi đổi súng với người ta. Nó tới cây ba dích Red Dragon mà em còn chưa bắn được lần nào ngày xưa mà. Cái này cũng vậy luôn. Đây cũng là lần đầu tiên trải nghiệm em nó luôn. Cảm giác như mới. Rất là tuyệt vời anh em ạ. Đấy. Về. Quá rồi. Bắt được luôn. Ngon. Ây à. Ở đây có một thằng nữa nè. Ôi trời ơi, được. Ôi, ông Tớp vẫn còn xa mình quá, bắn tốt thế nhờ. Rồi, chết nè. Ngày xưa mà đem như cây này vô phòng thì thôi. Cả phòng cứ nhao nhúng lên luôn anh em thật. Ai bị bắn cây này bắn chết là comment. Còn Bajit rồng hoặc là Bajit Roger kìa anh em. Ảnh diện ngay. Anh em biết ngày xưa một cái khẩu 3Z Roger Dragon này chỉ cần anh em có một khẩu này trong ạc thôi. Anh em bán ạc tầm cả triệu á. Bây giờ khi mà ạc nó rẻ rồi, có trong ạc cũng chả ai thèm bắn. Nhưng mà thật sự ngày xưa nó quý đến như vậy đó anh em. Một cây một thôi, không cần full bộ đâu. Full bộ thì giá trị cái ạc của anh em nó tăng lên chả biết bao nhiêu mà kể xiết. Ngày xưa có rồi, chắc cũng chả ai bán đâu. Trừ khi nghỉ game hoặc là cần tiền gì gấp nó mình mới bán thôi, chứ thực sự ngày xưa có cái này trong kho đồ thì ôi rồi ôi đẹp trai. Đi đâu mà vội mà vàng. Chạy là phải dùm trước dùm sau. Chạy cứ cắm đầu chạy như thế đấy. Ôi da. À vẫn chưa được top nha. Khó. Trong cái khó nó ló cái khăn. Chết nè. Ừ.
Ôi da, xác định được vị trí của nó rồi nhưng mà nó không kịp, anh em nó lại nhanh hơn mình một bước. Đi đâu? Ây da, 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 rồi. Bà đã biết chết liền, không thể ngồi dậy được, không thể ngồi dậy kịp luôn. Rồi chết nè. Em đặc biệt thích ở cái cây 3Z Roger Dragon này, anh em biết là gì không? Nó là cái con mắt. Nó là cái con mắt chỗ cái ống ngắm nè anh em. Nhìn như mắt mèo hay là mắt mắt sư tử gì. Mắt cọp gì. Đó. Ê, rồi, hết hồn. Làm con bé hú. Xém xíu bài mất tiêu luôn. Cái trái tim ra ngoài đó anh trai à. Cây thế nhờ, ba viên không trúng luôn mà chết luôn. Giờ làm pha đẹp thì lại làm pha mù mắt. Ôi da, bay đi đâu đây nè, lụm. Ê, thằng nào vậy, thằng nào dám dám ăn hàng của tao vậy đây. Ôi trời ơi, ôi tiếc thế nhờ, khá là tiếc luôn. Quá ổn, quá ổn. Ây da, rồi chết nè. Rus 35-40. Ê, né được. Một pha né rất là đẹp của Bentikill rất là. Đấy, chết luôn. Đâu nữa, ra luôn, làm luôn. Em thì bữa em có bắn cây Legend Dragon rồi anh em. Ây da, ây da. Pha đó là bắn hụt, bắn vô tường được nha. Ôi trời ơi, cái gì này? Ôi chả hiểu pha đó luôn, rõ ràng là mình có lợi thế trước, mình đã canh trước, mình đã chuẩn bị trước tất cả để nó ra rồi mà. Cuối cùng mình lại chết. Cay thế nhờ. Ồ, người ta bắn khiếp thế. Chạy đâu? Ôi. Ôi. Đôi khi có những pha bắn lén mù mắt, tôi rất là ghét bắn lén là như vậy. Bắn lén là tôi chuyên bắn hụt. Ở đây có người nè, chết 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 chết. Ơi ơi. Pha thứ hai bắn không trúng là thôi. Là biết xác định rồi. Xác định là lên bảng. Ra lần nữa là anh sẽ không bỏ lỡ em đâu em à. Rất là nhanh nhưng mà Twin rất là tiếc. Nhanh phải đi kèm với đó là chắc nữa bạn à. Rồi chết nè. Ôi, cái đó có người đằng sau rồi nè, chứ không phải tôi quay điên đâu. Rồi chết nè. 45-47. Được 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 được. Rồi trời ơi, né được cái viên đạn và cho nó. À đây đây đây. Trời, bắn một phát vào vú luôn, xịt sữa liền. Chống làm sao mà được. Đây nè. Rồi rồi, ở đây. Ôi trời ơi, làm sao mà biết mình ở đây được. Ây à. Ủa trên này. Xuống nè. Lụm luôn, lụm hút, lụm hút. Ê nè. Ủa nè. Ủa trời, trúng rồi. Nó vẫn còn đỏ. Ê. Ê rồi rồi rồi. Gà gà. Ủa trời, bắn mù mắt thế nhờ. Vừa làm được một pha combo khá là đẹp thì lại chết một cách rất là vô lý. Nhảy. Ôi ôi ôi. Không thể tin được, mấy thằng cặp VGS này nó bay nhảy như chim á anh em. Ô thằng lạc mày. Nói chung là bữa em có bắn cây Legend Dragon rồi anh em, thì em thấy là cái cây Legend, em cảm thấy thích cái kiểu dáng của cây Legend Dragon hơn. Cây này nó ra trước nên nó có vẻ không có, nó có vẻ là nó không có hiện đại bằng, nhưng thật sự mà nói thì cầm cái này lên vẫn thấy đẹp. Có thể là tại vì nó ra trước nên cái thiết kế của nó chưa được cầu kỳ bằng cái cây Legend Dragon thôi. Chứ vẫn vẫn ngon. Vẫn thơm. Còn về nói mà cảm nhận về cái dòng 3Z thì em thấy nó chả khác gì nhau hết anh em ơi. Cũng giống nhau trơn hả? Chả khác gì nhau đâu. Nòng ngắn thì nó giống nòng ngắn, nòng dài nó là giống nòng dài. Các loại pha cái VIP thì nó cũng giống nhau.
cơ bản nó chả khác nhau gì lắm. Nhưng mà em nhớ có một cái dòng Roger, em không nhớ Roger mấy, nhưng mà em nhớ một cái dòng bay dách của một cái dòng Roger nào đó từ từ dòng một, hình như là dòng Chao hay là dòng này nè, không nhớ rõ lắm. Có một dòng là anh em ta phốt cực kỳ luôn, là nó bị lỗi đam anh em, không phải lỗi đam nữa mà là lỗi máu hay sao mà khi mà bắn trúng á, bắn trúng bắn xịt máu luôn mà nó không chết đấy, mà bị rất là nhiều lần. Sau này như fit lại rồi, sau này không thấy anh em than thở nữa, nhưng mà lúc đó anh em rất là ghét tại vì nó bị bắn xịt máu mà nó không, em không nhớ rõ là cái dòng Roger nào, anh em biết thì có thể comment bên dưới giúp em ha. Tại nghe anh em than thở thôi chứ ngày xưa mình cũng có dịp mình cầm đâu mà mình biết được. Chạy đi đâu, chạy đi đâu để có niềm vui vui chôn nỗi buồn, hà sang xuân còn chưa kịp thai, súng sao em lòng thai. Mày hát điên gì nhỉ, bay nhảy. Nói chung là lúc này ra clip không có điều, tại em có con nhỏ anh em, nó lại bệnh lên bệnh xuống rồi. Nhưng mà anh em thấy bên mà có không đăng clip khoảng 5-7 ngày thì anh em đừng có lo là bên nghỉ nha. Anh em chỉ cần còn xem là anh em là em sẽ còn làm thôi, tại đôi khi em bận quá. Đó. Con thì mới có 1 tuổi thôi nên anh em thông cảm cho em ha. Nhưng có thời gian là em sẽ làm thôi. Thật sự em không phải làm cái này vì tiền đâu, nên em khỏi lo chuyện em nghỉ. Nhưng mà để nuôi nó thì em cũng phải có thời gian đi làm nghề khác. Mày ô. Trời ơi, qua đó canh trước được rồi. Nói chung là chị không cần anh em gì nhiều hết. Em nếu anh thấy hay hoặc là thấy thích em, anh em có thể cho em một like, một subscribe, hoặc là anh em có thể comment ở bên dưới. Rồi kiếm kill thứ 70 nè. Được, ôi trời ơi. Được. Chạy gì mà kịp. Rồi thôi, chào tạm biệt tất cả anh em nha. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Và nếu thấy hay đừng quên để lại cho em một like, một subscribe nha. Những kỷ niệm về một tựa game FPS huyền thoại, chia sẻ một số trải nghiệm về những loại vũ khí trong game đột kích, khơi nguồn cảm hứng và gắn kết cộng đồng đam mê game bắn súng. Tất cả có mặt tại Bentikill Profile, phát trên sóng FM tần số 64MHz. Ấy chết, nhầm rồi. Ra video đều đặn hàng tuần. Let's go!